MC Ngọc Lan, Dạ. chào quý khán giả trong trường quay. Tôi là ba của em Hoàng Lan. Thì tôi thấy anh Tuấn cũng là một người cũng giản dị mà nghe chừng cũng sống chân thực, cũng mong điều hai con sẽ đến với nhau và xây dựng hạnh phúc lâu dài. Cảm Dạ, ơn. Vâng. cảm ơn chú. Dạ, cảm ơn chú. Con gái Dạ. ơi, con có muốn mẹ lấy chồng không? Dạ, nếu như mà mẹ cháu tìm được người phù hợp thì chuyện này cũng có thể xảy ra được Cháu ủng hộ ạ. Dạ có ạ, nếu không? mà đó là người phù hợp ạ. Vậy tôi con nhìn chú đó đó, con thấy có cái gì phù hợp với mẹ mình? Cháu thấy chú không khá là trưởng thành. Chú trưởng thành hả? Thấy chú dễ thương không? Nghĩ là tại vì chú là một người làm ăn thì chú cái vẻ dễ thương thì nó cũng không có, trông nó trưởng thành và đàn ông nhiều hơn ạ. Rồi, được rồi con gái. Hai bên mình mở rào để hai bạn gặp mặt đi ha. Dạ, mở rào. Chào ạ. Mình có món quà tặng bạn lần đầu tiên gặp bạn. Em xin cảm ơn anh. Đây là đặc sản Nhãn Hưng Yên của em, mình cảm ơn là bạn. có cuốn sách tặng anh. Mình cảm ơn bạn. Dạ vâng. Cuốn sách này là mang tên Chìa Khóa Hạnh Phúc. Em cũng mong rằng là em sẽ gặp được một người phù hợp cho mình một cái chìa khóa mở hạnh phúc cho em và anh ấy. Bởi vì hạnh phúc thì là một sự lựa chọn chứ không phải là một sự đánh đổi. Nên em mong rằng là chúng ta sẽ tìm thấy chìa khóa hạnh phúc của mình ạ. Rồi, cảm ơn bạn. Bạn cảm nhận về mình thế nào? Em cảm thấy anh cũng khá là chững chạc. Mình thấy bạn cũng là người chững chạc, một người phụ nữ là biết tự lập và chăm lo cho con cái. Đấy là một cái điều mình cần. Mình bây giờ giữa bạn và mình nó đều trải qua một cuộc hôn nhân rồi. Mà cái điều mình mong muốn ấy, mình tìm một người phụ nữ để mà về để chia sẻ cho nhau và cảm thông được cái cuộc sống của nhau để rồi đi tới một cái hạnh phúc cuối cùng. Đấy là cái điều mình mong muốn. Thực sự là em là một người sống nội tâm, thế nên là nhiều khi là em có giận ý là em cũng không nói ra đâu, bởi vì là khi mà ai đó yêu em thật lòng thì họ sẽ biết là em đang suy nghĩ gì. Thực sự là cái đấy cũng có thể là một cái khó, nhưng mà em cần một người như thế, bởi vì khi mà yêu nhau thật lòng rồi, con người ta không cần nói cũng có thể, chỉ cần nhìn ánh mắt của nhau đã hiểu nhau là như thế nào. Em cũng mong em tìm được một người như vậy để cùng em xây dựng một hạnh phúc. Thì mình đăng ký với chương trình thì thật ra như bạn và mình đều đến để cho nhau một cái cơ hội. Bạn và mình thấy cảm thấy là hợp nhau và có những cái suy nghĩ nó cùng nhau, cùng một quan điểm sống với nhau thì mình có thể là tiến tới những cái xa hơn. Về con mình thì hiện tại là đang ở với mẹ. Bây giờ hiện tại là mình đang sống một mình. Sau này ví dụ như có tiến tới được xa hơn ấy thì mình nghĩ là trước mắt là mình phải thương được con của bạn thì mình mới thương được bạn. Và mình trong cái tư tưởng của mình thực sự là đến đến chương trình mình yêu cầu các bạn biên tập viên là mình tìm một người đã có gia đình rồi thì nó cùng chung một hoàn cảnh với mình. Đấy, cùng chung hoàn cảnh rồi thì là khi mà con thì của chúng bạn ta sẽ có sự đồng cảm đồng với cảm nhau dễ rồi hơn. và Dạ. khi mà mình có yêu thương của con của bạn Dạ. thì chắc chắn sau này về già thì con của bạn sẽ chăm sóc lại mình. Đơn Dạ. giản mình nghĩ đơn giản là như vậy. Còn về về Lan thì không biết suy nghĩ là Suy nghĩ của em thì cũng giống như anh, bởi vì là em thương con em bao nhiêu thì em cũng sẽ thương con của chồng em bấy nhiêu. Tính em thì nó cũng khá là nghiêm khắc, ngay cả bản thân con em thì em cũng có một cái sự nghiêm khắc với con để con có thể độc lập và trưởng thành. Em mong rằng là anh sẽ cùng quan điểm dạy dỗ con giống em. OK, về cái quan điểm dạy con thì cái điều này thì mình hy vọng là cả hai đều cùng chung một quan điểm, tất cả mọi việc là đều về con. Bây giờ em trai tới nắm tay Lan cái đi, rồi mình thử trao đổi xem, hỏi em khoảng bao lâu thì mình có thể đến với nhau được. Bước tới đi Tuấn.
nhìn thẳng vào Lan kìa Tuấn. Thực sự đến giờ này thì để mà nói mình không còn trẻ, mình cũng năm nay thì là cũng 36 cả rồi đúng không? Mình cũng muốn là xác định một cái tương lai nó, mình cũng muốn nhanh vì là mỗi tuổi nó sẽ một già đi. Mình hy vọng, không biết là Lan, với Lan thì nếu như mà mình cho nhau cơ hội, mình cho nhau cái tình yêu thương thì dự tính là trong bao lâu? Bởi vì em đã từng một lần đổ vỡ nên là em muốn có thời gian tìm hiểu và em muốn đi để bền vững sau này đến khi chúng mình nhắm mắt xuôi tay, chứ không phải là một vài thời gian xong rồi chúng ta lại tan rã. Yêu nhau thì phải tìm hiểu nhau. Dạ. Tìm hiểu từ tính cách đến cuộc sống gia đình. Đấy, thì mình hy vọng là đến với chương trình hôm nay ta hãy trao cho nhau cơ hội để có một sự tìm hiểu. Hết thời gian. Về ghế các bạn. Nào, hãy nắm tay nhau. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau. Hôm nay có ba của Lan. Tuấn có thể nói gì với ba với lại con gái? Con, chúng là con xin chào chú và chú chào con gái. Hôm nay con đến với chương trình thì cũng rất may mắn là được gặp bạn Lan, là con gái của chú. Con cũng rất cảm ơn chú là đã sinh ra một người con gái mà có một cái đức tính là thực sự là những cái đức tính mà con cần hiện tại. Con rất cảm ơn chú. Con chúc chú có một sức khỏe dồi dào. Thực sự là con gái hãy tin tưởng chú, nếu như chú có được cái cơ hội đến với mẹ thì chắc chắn rằng cái chuyện chăm lo cho mẹ và con, chú sẽ là cái người không để cho mẹ con thất vọng. Hay quá. Một nụ hôn đầu tiên ngày gặp mặt nào.